Ngày hôm nay, Học viện Việt STEM có buổi tập huấn về chương trình lập trình kéo thả cho 70 thầy cô thuộc ban giám hiệu và giáo viên tin học của trường tiểu học và trung học cơ sở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Sau buổi tập huấn lập trình ngày hôm nay, các thầy cô sẽ mang lại kiến thức lập trình kéo thả Scratch cho nhiều em học sinh của tỉnh mình hơn.